Đừng bỏ trong này nhá. Chẳng lẽ khu hầm mộ đầu tiên? Ôi chết. Ở phần này không cần nháy X, không cần nháy A để chạy nữa. Oh fuck. Xem đâu nào. Cũng sắp đến rồi. Ngựa nhát thế, đã lắm nhảy à? À, ấn một lần thì nó mới chạy nhanh. Đâu, đây đây. Đúng rồi, hầm mộ rồi. Mình cũng chả thích cái hầm mộ này đâu. Thực ra thì cái bộ giáp này nó xấu bỏ mẹ được. Cái bộ quế này nó kinh lắm. Đi qua mấy cái hầm mộ này xong, cái bộ trang phục nó xấu. Ma chê quỷ khóc luôn. Nó cái bộ giáp cho sói. Đáng ngửi rồi. Được. Cái thằng người man di này. Đồng nha. Bọn này đông vào ngươi hả? Úi giời, súng ống kinh. Tôi thích dùng dao cơ. Có vấn đề gì với các cậu không? Dao này giống cái dao chọc tiết lợn nhọn hắt. Úi trời, nhanh lắm. Đừng tưởng anh kết thúc chiêu rồi là mày lao vào anh không biết nhá. Mẹ à, một bãi xác rồi đây. Mà nó đánh yếu của mẹ à. Có hai máu bọ. Anh chém hai phát là chết. Cao từ phát chết luôn. Trong lúc counter thì có thể đánh nhiều đối phương được không mà. Căng lắm. Khoan đã, cứ từ từ. Không làm mất máu nào. Úi giời, thế chịu. Đánh nhau không làm mất máu thì ảo quá. Nhìn ghét nhỉ. Vẫn biết là chả này ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà đi mẹ nhìn nó cứ 50% 50% nhìn. Cãi tổ bố rồi đó. Bullet full. Full thì thôi, đừng hiện lên là xong. Như ở phần 2 thì khi mình full rồi thì nó cũng chả gặt lên làm gì. Đây lại còn hiện lên này. Dao full. Máu full. Nặng cả game luôn. Đây, mẹ cái hầm mộ trông cái hô xí này đây. Nó thật sự là mình thích hai quá. Đâm ra mình chơi cái này mình cứ dìm hàng nó cái đéo nào ấy. Thì ra phần này cũng hay lắm. Nói chung là bản tính game thủ nó vậy, cố chấp. Một khi đã thích hai rồi thì cái này có hay hơn cái khác thì cũng không để ý nhiều, mà nó kém cái nào thì bôi xấu cái đấy. Ví dụ cái hầm mộ này, mẹ hầm mộ phần 2 nó đa dạng và nó sang trọng lịch lãm bao nhiêu. Mẹ phần 2 này trông lên cái hố xí. Này, vẫn cái kiểu khốn nạn này, tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Tình thùng thùng. Giải đố ở phần này thì nó rộng hơn, nó khó hơn ấy. Làm trượt thì nhiều lắm. Làm hỏng thì nhiều vô kể. Rất ít người có thể hoàn thành mà không qua một lần làm lại nào. À, bên kia cũng có kìa, đến đây trước nha. Ô phắc 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 phắc. Đủ mẹ. Trông gần hóa ra xa. Thế đeo nào gạt lên lại gạt xuống. Đổ nhiều nước nó sụt xuống. Thế là mình xuống được tầng dưới thôi mà.
nếu mình nhớ không nhầm. Còn hai cái nữa. Nứt rồi kìa. Hồi trước thì hồi đầu mình chơi mình cứ tưởng là để dâng cao mực nước thì bơi lên. Hóa ra nước nhiều chịu sập mẹ cái bể. Đi xuống tầng dưới. Đấy, tí nữa thì mẹ đi xuống thì các bạn ngu xuống đây à? Đồ mẹ đó phải định con mẹ mệnh sai rồi. Oh fuck, ngắt thế nhỉ. Ở tập trước mình còn khen cái này cơ chế điều khiển nó tốt, cái này camera tự động xoay cái đắng làm sao. Không sao, đi này sang luôn, đéo dùng dài nhiều cái bọn này. Chứ cuối cùng ngay bên này rồi. À không phải, là đúng đấy, đi xuống bên đấy rồi sang bên này. Đây là một góc duy nhất không đâu đến được là cái đường đấy. Uầy. Thật sự là có chút giật mình đấy. Âm thanh nó nhất thiết phải mẹ kinh khủng vậy không? Địt mẹ tự nhiên nó mất tí máu rồi. Nó nhìn mình chưa nhỉ? Ở đâu ta? Ê, phần này như là xuống dưới nước trèo lên không có hiệu ứng bóng đúng không? À có tí, không đáng kể. Trong này có cái gì không nhỉ? Mình nhớ trong mấy cái hầm mộ này rất nhiều mẹ hòm châu báu. Hình như có cả lông chim với cả cờ trong này cơ. Nó khắm lắm. Thế nên hầm mộ là thứ chỉ vào duy nhất một lần mà mẹ ạ. Đã bây giờ bí mật trong đấy. Thế nên mình không tham gia mấy cái mà tìm kiếm thành tích kia đâu nhá. Nội dung game là chính đi. Phiền bỏ bá được. Mình nói nghe có vẻ mất lòng game thủ một tí nhưng mà nên vậy. Anh đã đến rồi đây. Bọn mày tưởng đóng cửa là chơi được anh à? Thằng FZ đang chơi gì cơ? Đang chơi Dota 2 à? Chết, thiên hạ giờ toàn chơi Dota thế này. Úi giời, biển lửa. Phần này đi mấy cái lăng mộ thì toàn gặp biển lửa thôi. Căng thẳng lắm. Chỉ có trèo là phương thức duy nhất để sống sót ở đây. Bám lên vai ông này. Bờ vai vững chắc. Đi bên nào nhỉ? À đây 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 đây. Đéo hẳn đứng lên vai mà dẫm lên đầu luôn ấy. Quá bố láo. Mẹ bám vào cái tay của ông thì phải. Mẹ hả? Ông phải cụt đầu rồi này. Không sao, mình sẽ làm đầu thay cho ông ấy. Trông có hợp không? Trông hợp chứ hả? Bingo! Yeah! Ta chỉ bên này, ta chỉ bên kia. Này, thử đéo đùa nữa, đi đi. Nhưng mình có vẻ thích cái áo choàng này, nó màu trắng nhưng cũng được. Trong bộ trang phục có vẻ trắng nhiều hơn. Trắng tinh luôn đấy.
ở phần trước Ezio bản cũ bản 2 thì nó hơi đục đục, nhìn trắng này tinh khôi nhìn nó đẹp. Đi đâu nhỉ? Đây là cái gì? Có lấy được cái này không? Không được. À đây. Đây là cái lăng mộ đầu tiên nhưng chắc nó không khó đâu. Đâu ta? À đây. Ôi. Cái tưởng tượng cơ. Ô, có cái cờ kìa. Đấy, mẹ. Đấy, bựa chưa? Bây giờ nhìn thấy rồi, chẳng lẽ nó không ăn. Con bà nè. Chứ chứ kệ bà nè. Cái đấy thì bạn tự tìm hiểu nhé. Không phải cái ý gì đâu, nhưng mà nó là mất thời giờ mẹ, theo đủ các chuyện. Những ai chỉ muốn biết được cái nội dung game, câu chuyện nó cảm động hay là epic như nào, cứ chăm chăm mở khóa mấy cái đấy. Lên như nào ta? Quên mất rồi đấy. Đây thì tìm chỗ cũ à? Đây sẽ lặng lặng về. Mình đi lấy cái kia đi. Nghĩ đường đi đã. Đây, trèo lên đây. Đây. Rồi thì bây giờ nhìn thấy nó rồi thì cứ lấy thôi. Chứ thật ra là mình nhìn thấy xong mà không lấy thì nó cũng hơi bực mình nhỉ. Mình cũng chính bản thân mình cũng hơi sốt ruột đấy. Nhưng cứ lấy nó đi. Mất gì đâu. Mất chút thời gian thôi mà. Các bạn bỏ thời gian ra xem video của mình còn quý giá hơn ấy. Các bạn không mất thời gian thôi đúng không? Không phụ lòng các bạn, mình sẽ đi lấy cái này. Vì mọi người cả đi nha. Yêu mọi người lắm. Xây được 3 lá cờ. Oai như crop. Oh fuck. Rồi sao ta? Đây, mẹ có đoạn này có bậc trèo lên này này. Cái gì ấy? Có đếm thời gian à? Ôi, thì mẹ có đếm thời gian. Đếm ở đâu ấy? À, hoàn thành cái này dưới 8 phút. Thôi kệ đi. Đấy, lại là mất một cái... đấy thôi. Mẹ, thành với cả tích. Bực thật đấy. Vào đây rồi đi. Tôi muốn lên trên này thì lên chỗ đó đi. Tí nữa thì mắc kẹt. Chọn thấy có vô lý không? Bực mình chưa? Muốn đi qua dưới 8 phút nhưng mà lại phải lấy đủ cả cái đấy. Nên đấy chỉ có chơi thành thạo lắm thôi. Mình thấy cái hòm kìa, ăn hòm đi. Chết rồi, ăn hòm kiểu gì? Có đồ mẹ. Muốn nó hòm phải đi đường vòng. Đi ăn cái hòm đi. Hòn tiền ơi, anh đến đây. Trời ơi, làm gì mà làm khó nhau vậy trời.
Úi dồi ôi, đồ mẹ. Nó cũng đáng giá phết đấy chứ đùa đâu. Không có rẻ đâu nha. Có tiền ở dưới mà. Phải nhớ đấy. Mẹ đang thời kỳ nghèo đói, được hòm tiền là mẹ ăn như bắt được vàng. Ôi giời ơi, một cái khu vực rộng lớn, cả cờ nữa kìa. Thế để tính sau nhá, để tìm đường lên nữa. Chưa, đích đến là chỗ kia kìa. Để theo mình nhớ là như vậy. Chơi game buồn cười, nhớ đâu chơi đó. Giờ phải tìm đường lên nữa cơ. Đến là được cuối cùng rồi. Sẽ đi từ đấy. Từ đấy. Đây. 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 Nhưng mà lên từ đâu ta? Mẹ giờ lơ ngớ như kiểu mới chơi thế này. Bao giờ mới thành vĩ nhân được đây? Từ từ phải nhìn thật là cẩn thận, xem xét thật là kỹ đã. Đường lên chỉ có một thôi, không thể tùy tiện được. Đủ mẹ, âm thanh quái gở làm sao. Ở đây sao mình ngu thế nhỉ? Ở đâu phải? À đây 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 đây. Mẹ xa xôi phết nhỉ. Như bây giờ sang chắc được đấy nhỉ? Kéo được, vẫn phải đi một vòng tròn rồi. Kiểu nó vậy. Nhảy sang đây chứ. Ây xài. Điều khiển chả có tí tự động nào cả. Chết đủ. Đủ mẹ. Cái này mà bắt bố mày đi mẹ từ đầu đến cuối mất 8 phút thì đúng rồi. Chắc tao phải đi chơi lại nhiều lần lắm đấy. Đấy thế thì mang tính cày kéo quá. Mà mình thì lại chúa gắt cái thể loại game nó như vậy. Đây. Con đường back up rồi. That could help if I fall. Tàng tàng, tàng tàng. Oh my boy. Đi ăn cái lá cờ cái nhỉ. Đồ mẹ ăn đưa bà nhảy xuống đây nhá. Sang trên của đảo đi. Ui rồi. Mẹ xa thế có nhiều đoạn nhảy chứ kiểu là không tưởng ấy. Bay cáp đi. Đẹp. Có đường bay cáp rồi. Perfect. Route up if I fall. Cái đoạn này chưa có cái găng tay trèo khổ sở thật đấy. Đi ăn cái củ kẹp gì nhỉ? Quên mẹ rồi. À cái lá cờ. Mình cũng chưa rõ cái lá cờ có tác dụng gì nữa. Nhưng mà cứ phải ăn thôi. Mặc dù mình ăn là mình nhục. Nó đâu ta? Đấy giời. Mày tưởng mày thoát khỏi tao rồi con. May hả bữa ấy. Fuck. Sao? Mình có nhiều thời gian mà. Cứ thăm thú cho thoải mái đi. Lên đi mày, nhìn cái con cạp đi. Đường dài không ngại bước chân. Ta bước đi từng từng sông nhà mệt quá cơ.
được một mảnh rồi. Bao giờ đủ các cái thám hiểm, cái hầm này sẽ được cái bộ giáp, cái bộ trang phục cuối, mà mẹ bộ trang phục cuối thì nó xấu vãi vồn ra, trông nó như thằng người rừng ấy. Mình thích cái phiên bản của cái mình thích cái bộ của cái phiên bản Codex Edition hơn, nhưng mà mình sẽ mặc cái bộ đấy sau, sau khi nó mặc chán cái bộ giáp cuối của cái này đã, cái bộ giáp nâng cấp hết của cái này, bộ nâng cấp hết nó màu trắng tinh đã lắm, nhìn cũng được. Gì đây? Cuộn giấy. Thiết kế bộ giáp này mà nhìn thì có vẻ hoành tráng đấy, nhưng mà nó như xịt đấy. Nó thẳng ra là nhìn nó như một cái thằng thổ dân, nhìn nó giống mấy cái thằng mà nó đánh mình lúc vừa vào game ấy. Vừa vào cái lăng mộ này ấy. Kinh mẹ ra. Nó đi ra đi, xem chui ra ở đâu nè. Cậu béo vàng, trời ơi, mở khóa thành tích, cái thành tích vỡ vẩn này. Đấy, được có 50%. 100% là các má phải chơi thế nào nhỉ? 8 phút. Như thế là phải thuộc đường từng đường tơ kẽ tóc. Dạ, sao giật vậy? The followers of Romulus. This band of false pagans has been terrorizing the city for months. Giỏi nhỉ, chứng tỏ đi rồi thôi, lấy mẹ là cái bản thiết kế đi. Exactly. Đợi tôi làm cái đéo gì. I believe the Borgia are supporting them. But proof remains scarce. Mẹ nhìn cái cầu vai mà già xấu thật đấy. Chắc nhanh nhanh unlock cái nhiệm vụ để có cái đấy đi. Này, để có một bức thư. Cazzo. Oh, chết kìa. This one was supposed to be legible. They are transmitting them using a code sheet. Without it. À, đây là mật mã thôi. Đây là cái tờ mình vừa tìm được ấy. Phải có người giải mã. Antiamo. You said we had allies in the city. Bring me to them. Bring me to them. Follow me. Đi theo tôi. À thì đi. Trời, suốt ngày dẫn đi, chưa thấy nhiệm vụ chính thức gì cả. À, mở khóa thành trì, các shop cũng tăng thu nhập ấy. Mẹ thế này tiền dễ bỏ mẹ, chả cần làm gì cũng có tiền. Đâu, chắc ông ấy dẫn cái teleport trong thành phố đây mà. Sở dĩ mình gọi là teleport rồi vì vào phát đi ra luôn, chả có cái lỗ gì cả. But many of the entrances in the city are broken. By using them, we can get to our destination rapidly without encountering resistance. Dùng nó để rút ngắn khoảng cách. Mẹ. Thực ra thì nếu mà trong đời thực thì mình vẫn phải đi bộ thôi. Vẫn phải đi bộ trong cái hầm chứ đâu có dễ thế. Nó đến đâu? Nó muốn mình đến đâu mới đâu chứ. Ui mẹ, nhiều địa điểm thế. Nó cứ quả mẫu một địa điểm thì đến thôi. Chắc cách đây có mấy chục mét chứ gì. Lại save game. Đồ mẹ xấu thật đấy. Đang bộ trắng tinh, tình tình, đáng đẹp. À, về nhà. Đây chính là căn cứ của mình bây giờ ấy. Trong game này đây là căn cứ của mình. Mình sẽ quy tụ các hội sát thủ ở đây. I've heard a great deal about you from my cousin, Bartolomeo Dalviana. A fine warrior. Fabio has lent us in a new storeroom. Cái găng tay không được đẹp lắm. Trông hơi bị thô bỉ tí. Cái bao tay kìa. Bene. Then I am off to begin preparations for Romagna. Today Cesare commands my men, but soon. Hôm nay Cesare đang triệu tập người của tôi, nhưng mà nhanh thôi. Chúng tôi sẽ được tự do. Now I propose we begin planning our assault on the Borgia. Tôi đã cho anh biết cái kế hoạch giết thành Borgia. Si. Do you know, for instance, where the Borgia troops took Caterina Sforza? What? Caterina, are you also unaware that the Borgia have captured the apple of Eden? Borgia đã bắt Caterina rồi. Tại sao chúng ta lại mất apple chứ? Trời ạ, nó kẻ địch cũng rất là kinh khủng đấy. Ông này cứ thắc mắc nhiều. Hardly. Our mercenaries are ensnared in a losing battle with Cesare's French allies. Bây giờ vừa phải tìm quả táo mà lại vừa phải đi bắt cứu Caterina. Mình thấy cái nhiệm vụ cứu Caterina rất là hay. What about the city's thieves? Do they have a guild? Si.
Chúng ta cần nhóm chứ, có nhóm. I don't know why. What are you going to do? Gửi là bang hội. Make some friends. Kiếm bạn bè à? Hỏi gì? Tôi đi kiếm bạn đấy. Check mời đi trước. Trời, cái này cũng hoàn thành 100% á. Có làm cái đó gì đâu. Chỉ có đi và nói chuyện thôi mà. À, đã hoàn thành chương 2 rồi cơ, nhanh thế. Hình như game này chỉ có 9 chương thôi. Ngắn hơn game phần 2 nhiều. Chủ yếu là cái thành trì nó rộng. Để mở hết được nó cũng không phải là một việc diễn ra trong một sớm một chiều. Này cái áo choàng được cái phận áo màu trắng có cái hoa văn đẹp. Chương 3. Đây là bắt đầu làm quen với các thế lực trong thành phố. Chiến binh này, bọn Kavea này và những cái tên ăn trộm. Biểu tượng Assassin. À đây là nhà mình không tính. Rồi trước hết thì cứ đi mở rộng bản đồ cái đã. Tầm nhìn là rất quan trọng trong game. Ai, có ngay cái lá cờ trên nóc nhà. Trời ơi, cờ của cái tên khốn nạn này trên nóc nhà mình. Vui làm sao. Đấy, sao nóc nhà thấp thế này. Có cả hòm tiền nữa chứ. Xem có đồng nào không nào. Úi giời, 400. Cũng được. Không còn cái điệu nhạc epic ở phần 2 nữa. À đây, vẫn có. Hơi chậm thì ôi thằng ăn trộm kìa, tôi kệ nó đi. Tiền đà này thì mình cứ đi theo cái hướng thẳng, hướng mặt mình đang đi nhá. Để xem nhiệm vụ yêu cầu gặp bọn nào nào. Lại có 100 phanh. Nhiều tiền để chơi. Đúng game làm cứ cách tân, bây giờ nó... Cái đéo gì nhỉ? Hút, hất nó... Nhỏ hơn một chút, cái phần thanh máu nó bé tí. Chắc cha mình chọn chỗ này xa quá trời.